Đây mọi người nha, khen một còn một cây V2 5G đây. Đó, em này là brand new, còn một cây duy nhất luôn. Thì khen thanh lý cây này là với mức giá là 59 triệu nha anh em. Đây, con này là bản da nâu đấy, rất là sang luôn. Cấu hình con này cũng rất là mạnh nha. Chip 888 nè, RAM 12GB, bộ nhớ trong 512. Đây, bao khủng luôn. Em này cam kết với mọi người là brand new, chưa qua sử dụng ha. Đây, phần sườn. Đó, phần camera nè. Con này thì thiết kế cũng rất là đẹp nha anh em, cầm rất là vừa tay nè, phần da sau rất là mịn. Đây, để em khởi động cho mọi người xem nha. Rồi, hết pin luôn. Con này thì sử dụng cổng sạc Type C nè, hai sim hai sóng. Đó, khung sườn thì bằng thép ha. Đây, bê tu. Con này là phụ kiện đầy đủ hết, full box. Tặng kèm cho anh em một cái bao da. Đó, giá 59 triệu nha, còn một cây duy nhất luôn. Rồi, anh em nào cần có thể qua showroom khen xem trực tiếp em này cũng được. Em này bản nâu sô cô la, đẹp lắm. Đây, thanh lý 59 triệu nha, một cây new. Rồi, anh em nào cần thì có thể liên hệ qua những cái số hotline bên dưới phần mô tả của Khang ha.